chào mừng quay trở lại kinh tâm nguyễn thì hôm trước mình có nói trong nhóm mình đó là cái, cái con mà yoru endu thì nó tăng rất là nhiều lần rồi thì hôm nay mình chia sẻ thêm là có một khi một con nữa là con uh, luffy Indu. tức là con này là con coi số số mà nghe con me me coi nó giống như là shiba coi thôi nói chung là hên xui nhiều thì bạn thấy đây là cái giá của thằng yoru tăng rất là nhiều lần luôn hôm trước nó tăng rất là khá là nhiều lần luôn mấy trăm phần trăm thì đây là một cái coi chúng ta nó nói là nó dùng để hỗ trợ chiến tranh của Uriana thì thực chất có nói thế nào mình không biết nha chúng ta chơi thiếu số chúng ta là hình xui nó không quan trọng đâu này nó không có ý nghĩa cũng không có giá trị gì cho cộng đồng cả nó nói hoàn toàn nó ủng hộ chiến tranh Uriana nhưng thực chất mình không tin chúng ta chỉ lướt sống hoặc là chơi số số chơi vui thôi để coi của thằng Luffy Indu cũng mới ra và giá nó cũng ít hai hơi ít hai rồi thế là tất cả những cái quý đang mua thì có 2816 giao dịch nha bạn nha thì bạn mua con này thì mua ở đâu thì đối với cái chúng ta dùng quý metamask á thì bạn vào phần áp Token Giá dán địa chỉ con chắc và con chắc này mình sẽ để phụng tải cho các bạn thêm tốc thôi còn nếu đối quý mà quý chocolate nếu bạn mà đã tạo cái quý bếp 20, Metamask metamath 20 liên kết rồi đó, thì các bạn có thể dùng quý chocolate cũng được thì nếu bạn mà chưa biết cách liên kết thì nên sử dụng quý Metamask hoặc là cái video phụ đã mình có một cái video hướng dẫn bằng cách chúng ta kết nối Metamask và bếp 20 và quý chocolate bấm vào cái này cho mình tìm kiếm dán con trắc vào đây thì bạn sẽ không thấy đúng không sẽ không thấy cái địa chỉ thì các bạn hãy chọn cái này nè tự thêm cái đồng tiền máu quá vào đây nhấn vào dán con vào đây theo lúc phiên đu thập phần 18 ok làm xong cho mình nó sẽ ra gì thế này nó sẽ ra cái địa chỉ quý còn đối với chúng ta muốn mua trên banh cao quát hoặc bên bên coi thì các bạn có thể dùng nếu bên metamask thì bấm vào đây bằng gạch cho mình chọn trình duyệt vào tìm bon coi hoặc là bên cao còn đối với chocolate bấm vào đây để áp cho mình chúng ta sẽ bấm là bên cao nha ban ca finance phi tập trung đây là cái sàn phi tập trung nha đó tìm cho mình xong thì nó sẽ giao diện thế này Các bạn bấm phần Tray nha Cái tiếp thì mình sẽ chọn Bấm vào phần dưới đây Dán cái con cắt vào đây Nếu các bạn mà chưa dán cái thằng tóc kênh Luffy Thì nó sẽ có chữ Inbox Tức là dán vào đây Còn mình đã Inbox rồi, tức là đã cho hiển thị lên rồi Thì chỉ bấm vào thôi Cái tiếp chúng ta sẽ dùng UD nha Chọn cho Binance dùng UD nè Cho giá này hợp lý hơn, giá nó dễ nhìn hơn Thì các bạn thấy mua trên đây mua trên đây bằng cách nào? Chúng ta sẽ chọn một con, tức là giá hiện giờ là 0.00 sau sao nha? 52 rồi. Điều hôm qua thì cũng không, không qua thôi. Giờ nó gấp gấp 2 rồi, 0203 lên gấp 2 rồi. Thì bạn muốn mua thì phải chọn cái này trên đây là 12%. Tức là cái phí 12%. Phí cao á. Các bạn 0.1 0.5, 1.0 đúng không? Nên không mua không được. Thì thôi chọn là 12. Thì mua mới được nha. Đấy, thì ta mình chia sẻ bằng cách chúng ta mua trên bên cao quá thôi nhưng mà bạn nên mua trên bên coi tại sao thì chúng ta sẽ thấy được cái giá lên xuống ta canh giá nào tốt nhất mà bấm cho mình nha bôn coi bôn coi chấm áp nha chấm áp liếc xong cho mình thì đây là cũng là sàn giao dịch phi tập trung giống như là bạn cao quá thôi chuyên bán token rác này cái trên đây các bạn chờ một xíu nha đây thì nó sẽ dán con trắc vào đây thôi con trắc vào đây tiếp tiếp bấm chữ lúc phi chọn nó bây giờ giá là 0.00040 sao đúng không 0.40 sao 52 rồi thì đêm qua thì mình mua cái con này nó khoảng là 0.3 thôi bò x2 rồi gần cái 2 127 127 đô kiếm được uh, gần 70 đô mà thấy cái giá đâu giá là xuống thế này thì chúng ta canh cái giá nào tốt trước ta mua thôi đối với bên cô thì nó mua dễ hơn cái vấn đề đó còn bạn mà muốn mua trên bên App thì nói chung là mua ngang á, thì nó sẽ lỗ hơn thì con này ít nhiều tài sản hay không thì mình không biết Thôi dám chắc nhưng vấn đề là mình mua cho nên mình sẽ lời tức là mình mượn cây đó cây thôi mà thấy giá nó lên xuống không có lúc 0 sáu thấp nhất là 0.2 thì bạn canh giá nào tốt nhất chúng ta lợi cái lãi thôi bó phần chay cho mình nha thì tóc kênh Luffy nó đã có rồi bây giờ thấy chọn là USD thấy chưa mình cho bạn xem là hình như giờ là mình có 197 đô nha 19,92 đô hôm qua thì mình nạp có 127 đô thôi vào đây thì mình cứ chờ nha cứ bấm vậy thôi thì đợi khi nào nó xuống là 0.3 0.35 gì đó chúng ta bấm giữ quá đổi nha và nó lên cao chúng ta bán ra thì đó là cách chia sẻ của mình giá tốt nhất còn nó ít nhiều tài sản thì mình không em chắc đây chúng là coi số số không thích bạn đầu tư mà thế giờ là cái số dư mình là 192 đúng không thì mình cho bạn xem lúc hôm qua mình nạp bao nhiêu lịch sử vẫn còn thì bạn thấy nạp vào cái địa chỉ UD vào đây bằng cái địa chỉ là bếp 20 BEP20 không mạng video trên nha thấy không cộng vào là 1 127 đô nha 127 đô đi qua là 2 giờ sáng thì trong nhóm mình đã chia sẻ trong nhóm mình rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn cách chúng ta mua thôi có nhiều bạn không biết thì là sẽ rút tiền mình đây hôm qua thì rút trên binance thì bạn có thể rút trên one cũng được thì đâu chúng ta có ud rút về thôi anh đô đúng không rút về hai sáng thì về quý chốt và mình đã mua con này lại được 70 đô còn đó là ít nhiều tài sản thì mình không chắc nha cái con này nói chung là nó me me coi con số số chúng ta chỉ canh giá tốt mà mua bán thôi là hợp lý nhất đây thì các bạn thấy canh giá tốt để mua thôi chỗ đi xong chúng ta sẽ đợi để chờ nha Bấm mát đi Bấm mát lên xong chúng ta sẽ chờ cái giá sẽ tự nhảy bạn nha cập nhật liên tục chạy như 53 đúng không 53 thì nó xuống khoảng chừng 40 35 gì đó thì nó sẽ chạy xuống cho mình luôn mình chỉ quáp đi thời gian đó thôi canh nó xuống khi nào tao quáp cái đó mà không cần phải đặt lệnh nữa nha chỉ cần nó xuống là nó sẽ tự nhảy luôn rồi chỉ quáp là xong thì mình có chia sẻ trong nhóm mình nè mình thấy không lấy to bạn nó là mua bao nhiêu nó là mua 120 đô thôi bán 197 tức là mình nhầm mình nhớ lộn nha 127 giờ bán 192 nhầm thôi nhớ không kỹ Ok chúc mình công thì đây không phải là kêu gọi chúng ta đầu tư thật sự bạn đầu tư mình không có lợi gì cả chứ là mình chỉ chia sẻ bạn cách chúng ta có thể kiếm tiền được thôi hoặc là thay cách chúng ta bán cái coi trên sàn bên web hoặc là bên bên coi chứ các bạn là chưa biết ok chúc bạn thành công chúng ta sẽ qua phần quay số ứng thưởng ngày hôm nay ok chúc bạn nha bạn quan tâm liên hệ zalo mình nhận thưởng nếu mà thấy hay thấy thích thì xin cho một like một cái ký hộ kênh để kênh một phát triển hơn tạo được mình kiếm trang web kiếm tiền riêng cho bạn cứ tiếp tục cái dẫn mới nhất của anh nết chia sẻ các bạn các bạn sẽ không bỏ lỡ video mới nhất của mình chúc bạn thành công hẹn lại bạn video tiếp theo đừng quên comment quay số ứng thưởng ngày hôm sau thân ái chào tạm bạn cảm ơn các bạn đã xem